Điên quá. Mình sẽ đứng trước quán vậy nè, đó cái mình nhảy vậy nè. Đó. Thôi tao tưởng hai mình điên á. Điên không dám đâu, mình thu hút khách thử cho ai, quán. Thử ra, thử ra. Mời khách tới, mời khách vô, mời khách tới, mời khách vô, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Vô đi. Có khách này không? Hên nha, hên là người có khách này. Lên hồn trời. Ôi, ủa, bữa nay có tay vậy, đã đẹp vậy. Cái băng đô đẹp quá vậy. Ủa, có băng đô. Băng đô gì mà băng đô. Cái gì vậy? Cái này là băng bó chứ băng đô gì. Trời. Làm sao? Ủa? Ê, đào. Trời. Đào lắm. Em tưởng cái khẩu trang 4 lớp không á. Trời, khẩu trang đâu mà chinh tráng vậy trời. Ủa sao vậy sao? Ủa, cái gì mà băng, cái gì mà dày quá vậy? Ừ, sao băng nhiều vậy? Đào lắm. Ủa, anh bị gì? Băng gì đào? Vết thương này nặng lắm. Bị cái gì? Bị gì? Bị đau, bị nó cầm cái. Rồi, biết rồi. Nghe tới từ cầm là biết rồi. Giành giật địa bàn. Tướng ổng mà giành giật với ai? Trời ơi, không biết đâu. Cái thế giới shipper nó khủng khiếp lắm. Cái kiểu này là đi lấy hàng cho người ta nè, xong không giành giật địa bàn, người trước người sau sắp hàng không được đúng không? Rồi thiên hạ lấy cái gạch, lấy viên gạch dối trong đầu. Không phải. Chứ sao? Trời ơi, vết thương này còn đau gấp trăm ngàn lần cái vết thương đó luôn. Biết bị gì không? Bị gì? Bị dính kẹo cao su. Rồi nặng chỗ nào? Dính lên tóc cái gỡ không được, giờ quyết gì gỡ giùm, lấy kéo cắt mất cái chùm tóc. Ủa nhưng mà có bị rồi xịt... nặng chưa? Rồi có xịt máu không? Không xịt máu. Rồi bắt gì bắt bó? Nó mất thẩm mỹ. Tôi nhìn trên đầu có cái lõm màu trắng tươi. Thì đau chỗ nào? Đau chỗ nào? Đau đâu? Đau đâu? La la la. La la la. Đau chỗ này nè. Được cái nhỏ xíu mà làm lớn thiệt á. Tự nhiên cái mặt đang đẹp trai, cái đầu tóc lượm chỗ bà già. Không. Nói này nghe, để sau này đừng có kiểu mà tự kỷ với bản thân này, hiểu không? Sao tự kỷ? Xấu như chó bị xe đụng. Anh tưởng anh làm vậy là hay hả? Anh tưởng anh làm vậy thẩm mỹ hả? Nè, bây giờ cái chỗ đó của anh nó đang là bị hối nhẹ đúng không? Mà bây giờ anh bịt kính như vậy thì anh nghĩ đi, nó bí, thứ nhất là nó bí cái da đầu của mình, da đầu nó cũng giống như là gọi là bích tắc lộ chân lông. Đúng rồi, nó không có thở được, khả năng là nó sẽ không mọc luôn. Không, nó mọc ngược vô trong, nó đâm vô trong sọ não, nó xuyên qua óc ác quá. Nói chung là anh phải để cho nó thoáng, cái nào tóc của mình nó phải thoáng như vậy nè. Anh biết rồi, cái nào mà nó, ngay cả anh băng bó cũng vậy, mình bị thương thì mình băng bó để bảo vệ vết thương, nhưng mà tới một thời gian khô mình cũng phải tháo ra thì nó mới khô mài, đúng không? Nó mới tái tạo da. Đáng lẽ để thoáng nó còn mọc ra được đó. Có thể mình chịu xấu tí xíu đi. Đúng. Còn hơn bây giờ đẹp nha, là hối luôn. Không được đâu, tự nhiên giờ á, thà băng như người ta tưởng bị thương, người ta còn đỡ nhìn nữa. Tự nhiên mở cái đầu toạt quạt ra, gá nguyên cái lỗ. Trời ơi mà. Ừ, để vậy đi, để mốt hối luôn. Đó, mốt mẹ nó xói chán luôn. Gì vậy? Chính rồi, à, chính rồi, chính. Ủa? Chính sao đau quá, chính rồi. Làm lố, chính, làm quá. Đau quá. Bị gì? Ý là... Trời ơi. Kẹo xì gum dính trên tóc nè, xong rồi tự nhiên cái chơi điên chơi khùng lấy kéo sởn nguyên cái da đầu. Còn có sởn đâu, không nhờ quỷ kia kêu biết để tôi xử lý cho, lấy kéo căng cái bụp. Thì sao con không tìm cách con gỡ ra? Con biết con càng gỡ nó càng dính, nó dính. Bách khoa toàn thư đây. Dính cái nào mình áp dụng được thì mình áp dụng, chứ mà mấy cái này làm sao được? Bất hợp lý lắm. Dễ lắm con, lấy cục đá đập vô đầu. Trời chín. Trời, giỡn chơi thôi. Kẹo cao su mà dính lên đầu á, đừng có cắt vậy tội nghiệp mất thẩm mỹ, mà cũng đừng cố tình gỡ ra. Kéo càng cố tình kéo ra thì nó sẽ càng dính lên. Dạ. Nó càng lấy ra tùm lum hết á. Dạ. Một mẹo rất là đơn giản, đi vô trong tủ lạnh lấy cái viên đá nhỏ. Mình lấy cái viên đá nhỏ mình chà vào cái chỗ mà đang bị dính cao su á. Dạ. Mình chà lên cái lát, cái là cái cục kẹo cao su á nó sẽ có cứng, đá cứng. Nó lạnh cái nó cứng, mình sẽ tìm cách mình gỡ ra một cách dễ dàng. Vậy là có một nước đá thôi đó hả? Ừ. Hàng gì á, bữa con giữa trời trưa nắng á chính. Cái con gỡ ngoài chảy ra nó dính tùm lum tà la. Rồi thôi bây giờ lỡ là cái tóc là như là bị hối rồi ha. Lần sau nhớ kinh nghiệm hay chưa? Được không? Dạ được. Trời ơi, sao chuyện trong xóm gì nó đơn giản, có bà chính là gọn liền ta. Ủa, bởi vì chính là bách khoa toàn thư mà. Trời ơi. À, bây giờ là cái chuyến đi của chúng ta sắp đi rồi đúng không? Giờ mình chuẩn bị gì? Em sẽ xung phong chuẩn bị những cái đồ khô ăn giặt để cho mọi người buổi tối khi chúng ta chill, chúng ta ngồi quây quần bên nhau, chúng ta có mồi nhắm. Nếu như mà em đã chuẩn bị khô thì chị sẽ chuẩn bị ướt. Chị là khăn giấy ướt đó em. Dạ. Chị sẽ góp bằng bịch khăn giấy ướt đó, mỗi người một bịch. Em là cái thứ mà ai cũng cần, đó là em sẽ
chăm sóc mọi người về nhan sắc. Đúng rồi, đúng. Trong cả nắng nè, kem dưỡng ẩm rồi này nọ. Em lo em. Ok. Tất cả mọi thứ có, nhưng mà nước uống không có. Thì tôi sẽ quyên góp nước uống. Mình đi chơi là mình phải mặc đẹp. Đúng. Tôi sẽ bao mọi người mặc đẹp. Ơi, bao hả? Bao hết. Trời ơi. Trắng đồ. Không. Bằng đồ của anh. Đồ anh đi quay đó, anh lấy anh phát mọi người bộ. Rồi em mặc sao anh? Thì em mặc em khỏi mặc quần luôn. Cái okay, đồng luôn. Có hơn không? Có hơn không? Rồi sao rồi góp cái gì? Đập đá. Ê. Lấy buồn. Đúng. Đi chơi mà cái gì mà tệ nạn xã hội gì? Đập đá gì vậy? Tệ nạn gì trời? Tôi đập nước đá để làm cocktail cho mọi người uống. Thì giờ em có mồi rồi, ổng đập nước đá làm cocktail mọi người ăn uống. Hợp lý. Ví dụ mình đi chơi là mình cắm trại lại mình qua đêm đúng không? Đúng rồi. Thì mình đúng, cần đúng. Phải có những cái dụng cụ nó kiểu những cái lúc mà cấp bách nguy hiểm này nọ. Ví dụ như là áo mưa nè, bạc chống mưa nè, rồi đèn pin này nọ rồi. Tự nhiên cái chuẩn bị đèn pin chi? Ôi phải có đèn pin chứ, lỡ ban đêm mình có chuyện gì rồi sao? Phải có cái gì thắp sáng để mình thấy. Điện thoại sao? Rồi hết pin rồi sao? Điện thoại hết pin rồi sao? Trăng. Trời ơi, mỗi tối là người ta đi rừng, người ta dựa vô ánh trăng, người ta nhìn đường. Ủa bộ mình đi ngày rằm hay gì mà có trăng? Khó khăn gì, bây giờ mình kêu điện lực, kéo điện vô đó cho mình xài. Trời ơi. Tào lao. Không, gì mà thấy được. Anh Hà nó cũng đúng á. Nãy giờ mình lo ăn chơi của bạn, nhưng mà nó đi xa cái phòng, cái những cái cấp bách nó cũng đúng. Vậy thì bây giờ mấy cái đèn pin rồi đèn cày đó rồi hay là sao ai nhớ. Khùng điên luôn mà. Mình chia ra mình mua, mình chia ra mình mua. Thôi. Thuốc men, nhớ đem thuốc men theo. Thuốc men thì đúng rồi đó. Nhưng mà đèn cày mua làm chi trời. Ví dụ như đèn mua đèn pin, mà đèn pin lỡ nó có hết pin thì mình sử dụng đèn cày, đúng lỡ không? Đèn cày hết luôn sao? Đèn cày cày hết luôn thì sao ta? Thì mình đốt đi, trong người có cái gì vậy? À, anh Hà đem đồ nhiều lắm, mình đốt đồ anh Hà đi. Bậy bạ không mà đồ tốn tiền. Ê mình đốt cây. Ê không cây, đốt cây lẫn cháy rừng sao? Cháy đồ không được. Ờ 2 giờ mới để ý, bây giờ ví dụ như đèn pin hết pin thì dùng đèn cày, mà ví dụ như hết đèn cày luôn sao đây? Trời ơi, tính chết nữa. Nhưng tính rồi nghe. Tôi hỏi nè, thí dụ như là giờ đèn cày cũng không có, đèn pin cũng không có. Quên, nó còn chín mà. Chín mua cỡ 10kg đèn cày á là không. Đây Bách Khoa Toàn Thư chỉ một cái mẹo giặt. Bây giờ nếu mà không có nến, không có đèn cày, không có đèn pin á thì có son dưỡng môi. Lấy son dưỡng môi sẽ làm một ánh sáng để thắp cho chúng ta. Nhưng mà sao mà làm được vô chứ? Lý nghe vô lý ha. Bây giờ có đứa nào có cây son dưỡng môi không, đưa chính chỉ cho. Dạ không. Dạ không. Dạ không. Con có. Bao nhiêu lần rồi tôi đã nói là tại sao trong xóm này đàn bà con gái nè không ai có một cây son dưỡng môi, tại sao con mình anh có? Anh đừng có đổ thừa, anh đừng có dịnh vô cái lý do anh là diễn viên rồi đâu anh cũng thấy son dưỡng môi. Nhiều khi tao thấy cái môi của nó bóng bóng mà có kim tuyến rồi đó. Nhưng mà không phải cây son dưỡng môi đó đâu. Đây nè, chính lúc nào chính có đây nè, cái son dưỡng môi là cây này nè đó, cái sáp nó cứng lên vậy nè đó, thấy không đó. À cái sáp này nè, cái này mới đúng. Đây bây giờ là học quẹt là có rồi, đừng nói học quẹt không có nha. Mình sẽ lấy cây son dưỡng môi này làm nến và sáp để đốt. Chúng ta cần là cây tăm hoặc là cái que gỗ mà nhỏ nhỏ đó để làm tim nến. Đâm vô trong cái sáp dưỡng môi nè, bật lửa lên sẽ thấy đẹp cay. Trời ơi, hay dữ vậy ta. Nhỏ lắm giờ mới nghe đó. Tính ra cái cây đèn cày bình thường nó rẻ, chứ cái cây đèn cày mà từ son này giá hơi chát à. Đúng rồi, nhưng mà thí dụ mà lỡ trường hợp không đem theo nến, không đem theo đèn cày hay là đèn pin đồ này nào không có, thì phụ nữ đứa nào cây son dưỡng môi này thì chúng ta tạm thời thay thế như thế này. Đây là cái mẹo vặt mà. Trời ơi. Rồi bây giờ mẹo chính đã chỉ xong rồi. Tất cả mọi người nè, hành trang đi du lịch đã chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. Ê tết à, đi qua mọi người cầm một uống ly nước đỏ, người uống ly nước đen, cái như lửa với nước vô quán cãi lộn quá chừng trời. Mới 9 giờ sáng mở cửa xui. Tôi mới là xui nè. Mời thân đây, chủ đó, đó. Là mời thân chủ của tôi qua đây là đó. Đó thân chủ của tôi bên này đó, sao kệ chuyện gì? Rồi quá mà. Bây giờ tôi hỏi lại anh nè, tại sao như vậy? Đúng, tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Anh không biết. Bên đây người ta nói là không biết. Rốt cuộc là cái gì? Cái gì? Chuyện gì? Hư cái bàn ủi. Đó cái bàn ủi đó. Ủa hư bàn ủi của ai? Của tôi. Hôm bữa anh mượn cái bàn ủi của Vivian. Nói xong rồi trong lúc đang ủi lo bấm tin nhắn tin để chúc mừng năm mới mọi người đó.
xong rồi để lỡ để quên nó lâu chút nó cháy ra anh cũng bị hư cái áo. Xui nó thì con người của anh chưa bao giờ nó mang lại may mắn. Thì tôi cũng trả lại cái bằng ủi rồi chứ bộ. Bây giờ trả lại cái bằng ủi mà nó hư như vậy làm thôi, sao thôi, thôi 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 bình tĩnh nè. Một cái người như tôi, điệu như tôi mua có mười mấy cái bộ đồ thôi, áo dài không, mà bây giờ Tết nhất không có bằng ủi, mua không ai bán. Rồi bây giờ tôi mặc bằng cái gì để tôi đi chúc Tết đây? Mà cái bàn ủi theo tôi biết nếu mà nó bị cháy á nó sẽ có cái vết ố dưới bàn ủi. Đúng rồi, nó đen thui lùi. Ủi phải nóng mà ủi chỉ cần nhất là đồ trắng như vậy, một cái ủi lên là nó dính áo là hư luôn. Trời ơi, mấy người tính gì là sai rồi. Đúng rồi. Cái bàn ủi mà sau khi mình mà nó bị cháy rồi á, mình đem ra mình xử lý không? Mình tìm cách xử lý đi. Cái đế này bằng gì? Cái đế nó là bằng kim loại đúng không? Nếu mà bây giờ nó dính dại trong đó thì mình mài đi. Ở nhà có cái đồ mài dao không? Mình lấy cái bàn ủi đó mình cà cái đồ mài dao. Lấy với nhám mình cà. Nói hay lắm, nói hay lắm. Vậy tại sao á mà nếu mà mày nó bị chai vậy rồi ai dùng? Bây giờ phải xử lý chứ làm sao mà lại để như vậy rồi sai. Ủa mà vấn đề là của hai người này mắc gì gây lỗ nhau vậy? Ủa mà ủa gì mà nói cùng ta nha. Ủa mà sao hai người có tự lấy cái chuyện của tôi á. Chị nè, rồi phải nói rõ ràng. Nhất quá. Bởi vậy quá mà chính giờ xử lý con nhất mà. Còn Tết, còn Tết. Chính rồi chính thân sự đi chính. Nào Chính chứ sao quý giùm con không là quá mà. Ở trong quán Chính bây giờ Chính phải mỗi người sự. khoan người ta thường nói cái câu mà đầu năm mà gây lộn là cuối năm cũng gây lộn, cho nên á mọi chuyện thì phải ôn hòa nhẫn nhịn và vui vẻ. Dạ à, rồi gì? dạ thưa Chính chuyện nó là sao mặt mày quáo đeo vậy? Đầu năm đầu tháng mà quáo đeo vậy? Có tức cũng cười. Đây cái mặt này là coi như là không cho ăn rồi đó nha. Cười lên này tức. Để anh giải quyết cho anh nha. Nói đi. Dạ thưa Chính, chuyện là cái mặt mày đơ như cây cơ vậy. Con đang vui vẻ đây, con kể con chuyện. Dạ. Hai cái người phụ nữ bên kia vừa ó đâm vừa khó chịu. Đúng. Ê, mà vui vẻ gì? Vui vẻ lên. Dạ. Chỉ vì cái chuyện là hư cái bàn ủi thôi. Dạ. Mà hai người bên kia hằn học cao có khó chịu. Đúng chính. Mở bàn ủi người ta ủi rồi hư hả? Dạ. Đúng rồi chính. Sao? Nó cháy đen thui hết luôn rồi Trinh. Rồi có nhiêu đó thôi mà gây lộn hả? Dạ. Bên này con có nói là cái bàn ủi chỗ đó nó bị hư thì mình có thể dùng giấy nhám mình mài cho nó bóng. Sau đó mình dùng sơn phủ bóng mình phủ lên. Ấy vậy mà bên kia nhất quyết không chịu. Đúng rồi. Coi bên, có tức điên không bên chứ. Bên kia mà không chịu là đúng rồi. Chứ nếu bên kia mà chịu là con bỏ tiền ra con mua cái bàn ủi khác rồi. Chuyện rất là đơn giản, không gì khó khăn hết á. Những lúc mà đang căng thẳng vậy thì phải làm ơn nhớ Bách Khoa Toàn Thư. Đó. Bây giờ cái bàn ủi á bà bị cháy cái gì? Bị cháy khét dạ, cái gì? Dạ. Các con lấy baking soda, lấy một muỗng baking soda dạ. Với lại hai muỗng nước, mình quậy thành một cái hỗn hợp nó hơi sệt sệt. Rồi sau đó cái mình mới là lấy cái bông gòn, cái tăm bông á, mình mới trét lên trên cái bàn ủi, cái mặt bàn lên cái chỗ rồi. Bị khét á. Mấy cái lỗ thông á cũng trét lên luôn. Ủa nhưng mà cái lúc nó nóng hay là lúc nó nguội? Lúc nó nguội ông ơi, cái trét lên hổng tay ông sao? Dạ. Đi. Đó. Rồi cái trét lên xong xuôi rồi kia chưa? Mình mới lấy một cái vải ẩm ẩm, mình chui cái mặt bàn ủi mà mình mới vừa quét dung dịch á. Chui một cái là coi như bàn ủi là không còn cái vết cháy nào hết. Chui tới đâu là sạch sâu tới đó. Chùi tới đó là sạch tới đó. Hay quá. Thấy chưa, người ta chùi như vậy á, ít nhiều nó vừa ra cái vết ố mà nó còn giữ lại được cái độ bóng của bàn ủi. Chứ đẹp mài đi có phải là hư cái bàn ủi không? Bây giờ thôi, bây giờ đã giải quyết được như vậy rồi thì bây giờ Hà về Hà làm như vậy rồi trả bàn ủi lại cho Vivian. Các bạn ơi, Tết nào cười lên. Hồi quá. Gì đâu hồi, làm gì hồi. Hay quá ha, ừ bây giờ chê đi ha. Một hồi nè tôi nhọt xong mà tôi chiên lên chiên bơ nè. Nó thơm lần đó đừng có đó bà. Ê cho tôi miếng khoai tây chiên này không có đâu. Thôi, tôi nhìn là tôi thấy biết là nó hư rồi đó. Nó bị úng rồi kìa. Cái chỗ này thì nó hư thì tôi cắt bỏ nè. Đó, hư thì tôi cắt bỏ thôi. Mệt quá. Ủa cái gì? Ê. Gì? Ê, nó mọc mầm luôn rồi. Ơ cái gì vậy? Ôi. Nãy hả? Nó mọc mầm lên à? Ừ. Thì cái này mọc mầm thì mình cắt cái mầm ra thôi. Đâu có được. Tôi nghe người ta nói là mọc mầm là không ăn được đó. Ai nói? Tôi không biết mọc mầm có ăn được hay không nhưng mà tôi thấy thúi rồi nha. Thúi, nghe cái mùi thúi rồi, đúng không? Thì cái chỗ này nó bị hư thì đương nhiên nó sẽ bị hôi thôi. Còn bây giờ mình ăn cái chỗ không hư. Cái này hồi xưa tôi học quá học giỏi lắm. Ừ đúng rồi. Cái này là sau khi mà nó mọc mầm lên là nó trong cái này là nó có cái tinh bột, nó sẽ chuyển hóa cái tinh bột này thành cholanin. Cholanin là chất độc. Nó còn có choconin. Ông lắp bà, không có đúng đâu. Độc lắm. Bây giờ nha, cắt cái phần thúi ra, chiên cái phần không thúi. Ừ. Tôi sẽ hùng một chai tương ớt.
Không ăn thì thôi. Không, tôi không ăn thôi. Tôi không ăn. Ôi, bị đặt vô đi, nó này nó nó kia. Mọc mầm chứ phải bị gì đâu. Đúng rồi, mọc mầm thì cái đầu mầm mình bỏ thôi. Nên đó, hồi xưa cô giáo tôi chuyện. Nè, mấy đứa. Dạ, Chến. Hết xong rồi nói chuyện nhau dữ vậy. Chến ăn khoai tây chiên không? Chến à, ăn chiên cho nàng nghe. Khoai tây chiên hả? Ờ, ông mông rộm mới bị đặt chia lên chia xuống nói cái gì mọc mầm không ăn. Nào mọc mầm mình bỏ thôi, tôi tự. Cái gì? Gì Chến? Cái gì? Khoai tây mọc mầm. Đó, là ông này, là ông này Chính. Khoai tây mọc mầm. Nè, có tí xíu mầm vậy thôi mà không, ông la, ông nói ở dạ, gì. Dạ, bên này cũng mọc nè. Mày bỏ xuống liền. Cắt cái đó đi. Bỏ xuống liền, con bỏ xuống liền cái chín đi. Trời ơi, con muốn là cái sớm này ăn cháo khuya hả? Trời ơi, chứ nói gì ghê vậy Chính. Trời ơi, cháo khuya là mày đó, là mọi người ăn cháo khuya con đó. Ôi, lá vàng còn ở trên cây là... Thiệt mà. Dạ, đây nè, Chính. Không hay tin gì hả? Không. Bà Tư á, Tư của mình á, Tư tổ trưởng mình á. Là ăn cháo khuya hả Chính? Không, bậy, bà bậy ăn cháo khuya tao đã thông báo rồi. Hồi hôm qua bị ngộ độc. Đó trời ơi, tao nói ối lên ối xuống ai cũng may là kính kịp thời là đưa thuốc qua cho uống chứ không thôi là đưa vô cho thương cấp cứu rồi. Ăn gì tao bậy. Chồng giận con hay sao mà tự tử? Ăn khoai tây mọc mầm. Mày ghê vậy chứ. Thấy chưa? Nó có solanin ở trong đó đó. Chocolanin alpha nữa đó. Mà cái lắm. Này nó mọc mầm như vậy mà bộ nguy hiểm lắm hả Chính? Này cái nó đâu có nguy hiểm con mà ăn vô ngộ độc với con. Trời ơi, mấy đứa không có biết gì hết trơn. Trời ơi à, nè, làm ơn bỏ giùm. Mà tại sao để tới mọc mầm rồi mới gọt ra? Thì con mua, con nhớ là con mua cách đây cũng 4-5 ngày. Cái lúc mà mua thì nó cũng láng con à. Xong rồi cái con để vậy thì cái ăn thì tự nhiên nó mọc mầm. Không Chính, cái này con phải binh nó. Tại vì cái khoai tây đem về hôm nào gì 3-4 ngày là tự nhiên mọc mầm mà. Thì á, mình lấy ra thấy không có mọc mầm á thì mình ăn. Còn nếu mà thấy như vậy rồi thì mình nên bỏ, nhưng mà phải biết cách giữ nó. Trời ơi, bình thường là khoai tây giữ là cái gì mà thực phẩm á, mà muốn giữ lâu là phải bỏ tủ lạnh. Mà cái này càng bỏ tủ lạnh là nó càng mọc mầm luôn. Đúng đây, rồi chứ. Đây, bây giờ Bách Khoa toàn thư chỉ cho mấy đứa biết. Khoai tây á, mình mua về á, mà muốn bảo dưỡng để lâu mà nó không mọc mầm thì mình bỏ vào cái nơi mình để khoai tây đó một trái táo. Bỏ vô á, là để nó hút những cái chất mà sản sinh ra để mà cho cái khoai tây nó mau mọc mầm đó. Nó sẽ kèm lại. Thành ra cái thời gian bảo dưỡng khoai không mọc mầm nó sẽ lâu hơn. Cái này con biết nè. Trong cái quả táo đó, nó sẽ tiết ra một cái khí gọi là khí ethylene. Đúng cái rồi. Cái khí đó là kìm hãm cái sự phát triển của mà thực vật. Trời đất ơi. Nè, nếu mà ngày hôm nay mà chính là không qua kịp thời đó là 1, 2, 3. Không có con. Là 1, 2 người này á là chuẩn bị đi cho hàng xóm ăn cháo khuya gì mấy người đó. Chính hay chưa? Bây giờ bỏ đi. Chính. Cái này nó chỉ hơi nhú nhẹ. Bỏ đi, đó là mọc, chuẩn bị nó mọc rồi nha. Mấy đứa nhớ chưa? Khoai tây mà mọc mầm đó là không được ăn. Mà muốn bảo dưỡng lâu hơn, chúng ta bỏ vào một quả táo vào cái chỗ mà để khoai tây, hiểu chưa? Dạ. Làm cách nào để kìm hãm sự nhanh chín của khoai tây và kìm hãm sự mọc mầm của nó? Chỉ cần bỏ một quả táo thôi. Quả táo sẽ tiết ra ethylene. Ethylene là một loại khí kìm hãm sự phát triển của thực vật và mọc mầm.